Hello Nam. Chào anh em trở lại với kênh Kết Nối Tiêu Dùng. Bắn một khoảng thời gian rồi thì Thành không có review máy móc nào. Nhưng mà hôm nay Thành sẽ trở lại với một con máy khoan mới của Stanley dòng Fatmax, mà bữa trước Thành đã có giới thiệu sơ với anh em rồi. Bữa nay Thành sẽ review nó chi tiết luôn. Đó là con SBD715. Chúng ta sẽ nói tuốt tuột tuột và sẽ đem nó đi xài thử nữa. Chi tiết cùng xem tiếp nhé. Đầu tiên Thành sẽ mở hộp cho anh em ha. Trước khi mở hộp thì coi qua cái hộp của máy tí. Đây, Thành thấy là rất là ok và đẹp nha. Chất liệu thì là cũng là ABS thôi. Tuy nhiên là nó sẽ có tay cầm này và có khóa bằng kim loại. Đó. Và một cái điểm hay nữa mà Stanley làm cũng khá giống DeWalt, đó là họ để hết những cái thông số của máy lên đây hết. Đó, khi mà anh em mua về anh em chỉ cần xem ở bên ngoài vỏ là anh em biết thông số cơ bản của máy này. Ví dụ như ở đây 60 Nm, khá là mạnh đó anh em. Cái nhịp đập là 32.300 lần đập trên phút. Rồi pin mà đi kèm ở trong đây là pin 2 chấm, bảo hành 2 năm. Mức giá thì tí xíu Thành sẽ để cái hình ở trên web nha anh em. Tuy nhiên có một cái điều là mức giá thì Thành thường chỉ nói khoảng thôi, chứ Thành không có nói cụ thể con số. Bởi vì giá máy thì nó cũng giống như là giá xăng dầu hay là giá rau củ thịt heo vậy thôi. Nó cũng lên xuống theo thị trường, không cố định. Cho nên là đôi khi mà Thành nói cái giá mà nó chính xác luôn á, thì một số anh em sẽ bắt bẻ. Tại vì theo thời gian nó thay đổi, anh em nói là ủa sao nói giá này mà bán giá kia, thì nó cũng hơi khó cho bên Thành. Cho nên Thành chỉ nói cái khoảng thôi nha. Khi anh em mở cái máy này ra thì chúng ta có gì ạ? Tất nhiên là chúng ta sẽ có cái máy rồi. Rồi chúng ta có cái cục pin, hai cục, mỗi cục 2 chấm. Và pin này là dòng pin Fatmax mới của Stanley, là một dòng pin dòng xả cao và có nhiều công nghệ khá là xịn ở trong đây. Theo như những gì mà lúc trước Thành tìm hiểu á, thì cái dòng này pin cũng gần tiệm cận với pin DeWalt rồi, rất là tốt rồi. Tuy nhiên là pin DeWalt thì hiện tại đã ra một dòng mới nữa, tức là Stanley nhảy lên gần DeWalt, còn DeWalt thì nhảy lên một cái tầm mới. Và tất nhiên chúng ta sẽ có cục sạc. Cục sạc này cho dòng ra là 18V và 1.25A. Thì nói chung cũng không có nhanh lắm. Sạc cái cục này thì nó cũng rơi vào đó tầm khoảng 70 mấy 80 phút nha anh em. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có ở trong hộp. Về thiết kế, anh em có thể thấy cái dòng Fatmax mới này nè, nhìn nó đơn giản, nó gọn hơn, nhưng mà cái độ hầm hố thì có thể nó tăng lên nha anh em. Nhìn rất cứng cáp ha, đẹp thiệt sự luôn á. Phối hợp màu này kia rất là đẹp. Về kích thước thì nếu như mà bỏ pin như rồi á, thì chiều cao nó sẽ rơi vào tầm khoảng 23,5 cm nè. Còn chiều dài thì nó rơi vào khoảng tầm 20 cm, 20,5 cm cỡ đó. Còn về cấu tạo thì nó cũng giống những cái khoan thông thường, những cái khoan có búa, ba chức năng ha. Đây, anh em sẽ nhìn thấy cái hình cây búa ở đây. Rồi ở trên đây chúng ta cũng sẽ có chuyển chế độ 1 và 2. Đó. 1, 2. 1 thì chạy chậm nhưng mà mạnh hơn. 2 thì chạy nhanh nhưng mà nó sẽ yếu hơn. Rồi tới trước đây thì chúng ta có vòng vặn chỉnh chế độ này. Đây là các chế độ vặn vít nè. Đó, cấp trượt vặn vít. Vặn kêu tạch tạch nha. Đó, có nhiều anh em không để ý, cứ để mấy con số này xong vặn, xong giữ cái đầu kẹp lại thì thấy nó kêu tạch tạch, tưởng là khoan hư. Rồi qua đây thì là khoan thường, và đây thì là khoan búa. Đó, cái tiếng vặn thì cũng khá nhẹ nhàng, dễ chịu. Tới đây thì là cái đầu kẹp, đầu auto lock, cò, điều tốc. Rồi đảo chiều và một cái đèn led nhỏ nhỏ ở đây. Còn đây là cục pin, pin thì bây giờ nhìn mập mạp hơn, ngon lành hơn. Pin thì pin lắp vô cũng rất là chắc chắn ha anh em. Khá là chắc chắn luôn á. Không có ọp ẹp. Tuy nhiên có một điểm mà Thành nghĩ là Stanley nên cải tiến thêm, đó là cái đế của pin ở đây á, nên có một cái lớp cao su để mà lúc mà chúng ta bỏ
lên các cái bề mặt thì nó êm. Nó êm và nó chống chày hơn. Máy này thì xài động cơ không chổi thang, brushless, nên là máy sẽ êm ái và mạnh. Đó, tốc độ đáp ứng nhanh, tiết kiệm pin, cho nên là thời gian sử dụng pin sẽ lâu hơn. Và với cục pin 2 chấm này thì chúng ta sẽ có cái đèn báo pin ở đây nha anh em. Đối với máy của Stanley thì cuốn sổ hướng dẫn sử dụng nó có tiếng Việt ở trong và thông tin rất là đầy đủ, nên khi mua về anh em hãy nên đọc để mà anh em biết cách sử dụng sao cho nó đúng. Còn đây là một số những cái thông số chính của máy. Tốc độ không tải tối đa ở chế độ 1 và 2 lần lượt là 600 và 1900 vòng trên phút. Lực xoắn tối đa là 60 Nm. Đầu kẹp tối đa tới 13 mm. Khả năng khoan thép, gỗ và tường lần lượt là 13, 30 và 13 mm. Trọng lượng của thân máy chưa tính pin là 1.2 kg. Nếu như lắp cục pin vô nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1.5 kg nha anh em. Giờ Thành sẽ test khoan gỗ thử nha anh em. Đây cũng là một cục gỗ cam xe nè, khá là cứng nè. Giờ Thành sẽ khoan qua thử coi. Này anh em, để ý ở đây nè. Đây là một cái mũi khoét nha anh em. Một cái mũi khoét 27. Cái lỗ rất là bự đó, chứ không phải nhỏ nha. Ồ, anh em cũng lưu ý một cái là anh em nhớ vặn qua chế độ khoan nhé, để nó không bị trượt nha. Đó, thì nó xuống cũng khá là ok. Giờ Thành sẽ khoan sắt thử nha anh em. Đây là một miếng thép dày 1 cm nè. Rồi, chạy vô nhé. Khá là ngọt á, khá dễ vô đó. Cái mũi khoan này nó hơi cùi rồi nha anh em, nó hơi cùn rồi. Nên là anh em có thể thấy những cái mạc ra nó bị mụn mụn như vậy nè. Chứ nó không có được miếng dài, nếu như mà cái mũi của chúng ta sắc á thì nó sẽ ra những cái tua dài vậy nè. Đó, anh em coi nè, ok ha. Giờ Thành sẽ test khoan tường nha anh em. Thì anh em nhớ vặn qua cái búa nè. Đó, cái hình cái búa ở đây nè. Vô nhé. Mũi này hình như là mũi 8 ly hả? Vô cũng rất là ngọt ha. Ở thời điểm hiện tại thì mức giá combo này rơi vào khoảng 3.450.000. Anh em có một cái thân máy 2 pin 1 sạc và máy không chổi thang thì Thành thấy là mức giá này khá là ok, khá dễ chịu cho một cái combo mạnh, xài ổn. Nếu như muốn mua hàng thì anh em có thể đến trực tiếp những chi nhánh như là ở Hồ Chí Minh thì là có 46B Dương Đình Hội, thành phố Thủ Đức, và một chi nhánh nữa là 260/49 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình. Còn chi nhánh 106 Thái Thiết thì bên Thành đã phải trả mặt bằng rồi, đổi qua 260/49 Nguyễn Thái Bình nha anh em. Còn chi nhánh ở Hà Nội và chi nhánh ở Hà Tĩnh thì vẫn giữ nguyên địa chỉ. Hà Nội thì ở số 69A ngõ 96 phố Đại Từ, Hoàng Mai. Còn Hà Tĩnh thì là ở thôn Hạ, Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. Còn nếu như anh em ở xa muốn mua online ship hàng thì anh em có thể để lại bình luận bên dưới bất kỳ video nào, hoặc anh em có thể lên Zalo search Kết Nối Tiêu Dùng và anh em bấm vô cái nick của Kết Nối Tiêu Dùng official đó, rồi anh em chat với lại nhân viên tư vấn thì sẽ được tư vấn nhanh hơn. Hoặc anh em có thể gọi trực tiếp vào số hotline Kết Nối Tiêu Dùng, cũng như là đặt hàng trực tiếp trên website ketnotiêudung.vn. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Nếu như thấy thích thì hãy cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu như anh em chưa đăng ký kênh Kết Nối Tiêu Dùng, để không bỏ qua bất kỳ video nào trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.